Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với phòng kinh doanh xe qua sử dụng của Toyota Hiroshima Tân Cảng. Mình là Cường Lã. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc xe ngay phía bên cạnh mình đây. Một trong những chiếc xe luôn luôn đứng top đầu về doanh số bán trong những năm gần đây. Fortuner, máy dầu, số sàn. Như các bạn thấy đây là màu trắng ngọc trai nha các bạn, phiên bản 2017. Thì màu trắng ngọc trai này thì mình cũng xin nói thêm một chút xíu. Đối với màu trắng ngọc trai thì 2019 hiện tại 2020 thì màu trắng ngọc trai đã bị bỏ đi đối với phiên bản máy dầu số sàn. Thì cái xe này là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia nha các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm qua một chút về xe này. Thì xe này cái thời điểm mà người chủ mua cái xe này vào hồi tháng 3 năm 2017 thì thời điểm đó cái xe này cực kỳ cháy hàng, luôn luôn là không có xe bán trên thị trường luôn, rất là ít xe. Thì lúc mà thời điểm đó nếu mà các bạn để ý, những người mà tìm hiểu xe thời điểm đó sẽ biết những xe mà mua thời điểm đó chắc chắn nó sẽ mua kèm theo những gói phụ kiện, nên là các bạn hay nói vui là bia kèm lạc với các bạn. Thì đó, thì người chủ mua chiếc này cũng vậy. Đó, các bạn thấy chúng ta sẽ cùng đi xung quanh xe một vòng đi, xem xe được trang bị những chiếc gì nha. Thì đối với xe này thì anh cũng chỉ gắn những cái trang bị phụ kiện cơ bản thôi, như là mi che mưa này, chén cửa nha các bạn, bộ chén cửa và cái tay ốp này bạn cũng dán mạ chrome luôn, và lắp xăng. Thì xe này xe biển số thành phố nha các bạn, 51G33185. Cái này có dán phim cách nhiệt rồi các bạn. Xe này được mua ở bên mình và mình sẽ mở cốp ra để cho các bạn cùng xem ở bên trong này. Thì đây là cái ghế nỉ nguyên bản đó nha các bạn. Thì tí nữa chúng ta vô phần nội thất ấy, thì mình sẽ nói qua. Thì cái ghế nỉ này rất là mới, anh chủ này đi anh rất là giữ gìn xe. Cái xe này mình mới thu về hôm qua luôn nha các bạn. Các bạn có thấy này, cái màu sơn còn nguyên zin luôn, chưa hề có một vết chảy xước nhẹ. Đây, mình mở cửa cho các bạn thấy này. Đó, các bạn có thể thấy cái ghế này, cái phần ghế này rất là mới nha các bạn, ghế nỉ. Thì xe này anh có mua là cũng vừa là kết hợp vừa gia đình cũng vừa kinh doanh luôn, nhưng mà cũng chạy không có nhiều lắm. Thì chúng ta sẽ xem km thực tế xe đã chạy được bao nhiêu nha các bạn. Đó, các bạn có thấy này, đây cũng được trang bị một số cái bậc chống nhẹ bước chân này. Đó, ghế còn rất mới nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cùng lên xe đi, mời các bạn. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua về bên nội thất của xe nhé các bạn, cũng như là số km xe thực tế chạy được bao nhiêu rồi. Rồi, mời các bạn cùng lên xe nào. Đây thì phụ kiện trên xe này, các bạn thấy như trong nội thất đó, xe cũng đã được bọc trần này này. Phía dưới này cũng gắn đầu DVD. Đây các bạn thấy này, DVD và camera rear nha các bạn. Thì nếu mà bộ phụ kiện này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng cứ tầm 30 hoặc 30 triệu hơn lúc thời điểm mà mua xe sẽ kèm cái phụ kiện này ấy. Rồi chúng ta sẽ cùng xem km thực tế nha các bạn. Đây, mình đổ máy luôn này. Rồi, mời các bạn. Đó, thì xe này thực tế đã chạy được 71.745 km nha các bạn. Đó, thì trên xe này xe 2017 lên những cái chức năng cơ bản của nó cũng là như đây, là các bạn thấy là hai chế độ lái là Eco và Power Mode, hai chế độ lái. Còn phía đây là cái điều khiển về, đây là gió này, điều khiển về nhiệt độ này, điều khiển về các hướng gió cũng như là sấy, gió trong gió ngoài. Đây là hệ thống túi khí. Thì đối với các bạn lưu ý một chút xíu, từ đời 2017 thì xe này là chưa có cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo nha các bạn. Thì đối với khi qua 2018 thì mới được trang bị thêm những cái chức năng đó. Đây là những cái đó, cái này là cái đầu USB để mình cắm để nghe nhạc qua đây này, cái remote của đầu DVD. Còn cái ngăn này là ngăn mát nha các bạn. Đó, ok. Thế của mình cũng xin nói qua một chút về tại sao mà chiếc Fortuner lại trở lên là một xe được sự lựa chọn nhiều của giới kinh doanh như vậy. Bởi vì đặc thù của nó là xe Fortuner này, thứ nhất là xe 7 chỗ, kiểu dáng rất là hầm hố, rất là đẹp đúng không các bạn? Các bạn xem tổng quát của nó. Rồi về tiêu thụ nhiên liệu thì mình đây, mình mời các bạn cùng bước qua cái phía bên đây để xem về cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó.
rất tiếc cái này nó đã lột ra rồi, nhưng mà mức tiêu thụ của đối với mấy dầu số sàn ấy thì cực kỳ tuyệt vời. Chỉ đâu đó nó dao động khoảng, nếu mà chạy đường trường nó khoảng cứ tầm 8 9 lít trên 100 km thôi. Mức tiêu thụ rất là tuyệt vời, thì rất là phù hợp cho những đối tượng chạy, mình có thể là chạy kinh doanh hoặc là gia đình, rất là phù hợp nha các bạn. Một SUV thực thụ. Thì bên mình hiện tại đang chào bán chiếc này với giá là 890 triệu nha các bạn. Thì mời các bạn có thể xem xe thực tế, cũng như có thể là trải nghiệm lái thử xe cũng như ép giá, thì mời các bạn ghé qua địa chỉ bên mình là 220 Nguyễn Văn Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh. Xem video này các bạn đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ bên mình. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.